Cô xin chào các em. Tí toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về hai đơn vị đo thể tích, đó là cm khối và dm khối, sách giáo khoa trang 116. Đây là hình lập phương có cạnh 1cm. Hình lập phương này có thể tích là 1cm khối. Vậy cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Viết tắt là CM. Chữ số 3 đặt bên phải phía trên chữ M. Đây là một hình lập phương có cạnh 1 dm và có thể tích là 1 dm khối. Dm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm. Viết tắt là dm, chữ số 3 phía trên bên phải M, 1 dm khối. Các em đã nắm được hai đơn vị đo thể tích là cm khối và dm khối. Bây giờ cô sẽ giúp các em nắm được mối quan hệ giữa hai đơn vị đo dm khối và cm khối nhé. Bây giờ cô sẽ xếp các hình lập phương có thể tích 1cm khối vào hình lập phương có thể tích 1 dm khối. Cô có 10 hình, cô tiếp tục xếp thành hàng ngang. Cô có 10 hàng. Vậy mỗi lớp của số hình lập phương là 10 x 10 bằng 100 hình. Cô tiếp tục xếp lớp. Có 10 lớp. Vậy hình lập phương có cạnh 1 dm gồm số hình lập phương cạnh 1 cm là 100 x 10 bằng 1000 hình. Vậy 1 dm khối bằng 1000 cm khối. Các em cần nắm cho cô 1 dm khối bằng 1000 cm khối. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài tập số 1 trang 116. Các em làm vào vở nhé. Tiếp tục các em sẽ làm bài 2 trang 117. Với bài này các em sẽ vận dụng 1 dm khối bằng 1000 cm khối để giải quyết được bài tập 2 này nhé. Các em sẽ làm vào vở bài tập 2 này nhé. Chúc các em làm bài tốt. Chào các em.